nồng nượn, thiết tha, lãng mạn của chàng và của nàng. Không có một người cha, một người mẹ nào nghĩ rằng con mình phải khổ. Mà người cha, người mẹ nào khi có một sinh linh được phát hiện trong cơ thể người mẹ, có lẽ niềm vui đó chưa từng có từ khi sinh thành cho đến khi giai đoạn chuẩn bị làm cha, làm mẹ. Và các bạn, là hôm nay kết quả của tình yêu thương của rất nhiều trái tim, của dòng họ bên nội, của dòng họ bên ngoại, và tất cả những điều đó, tôi đã đứng một vườn hoa muôn màu nghìn sắc, nhiều kiểu dáng, lắm mùi hương, và tôi trân trọng tất cả những tình yêu thương đó đã có mặt hôm nay, đã vượt qua rất nhiều thử thách, và có những bông hoa lạ chưa có tên. Nhưng tất cả chúng ta đều phải trân trọng với bất kỳ điều gì mà mình cảm nhận, mình nhìn thấy, mình lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn tất cả những con tim yêu thương, những bông hoa tuyệt vời của vườn hoa người dẫn chương trình, của vườn hoa MC có mặt hôm nay và cùng chúng tôi chung chung một con đường để xây dựng Việt Nam trong một thời đại mới, một bình thường mới với một năng lượng phi thường. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Thank you.
đào tổ. Anh về quan tiền nhỏ sân sông, đi canh làm đại bài ba thì mượn rượu cho quỳ bên tường đồng. Đất đất bong 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 rồi sông yêu biết chờ em đang có chuyện. Mỗi anh được chặn cô lên, cô nào xin đôi cho mình biết đó nha. Dắt cô yêu mình đó, đây là tình yêu của chồng này. Đi ngang ngã. Trong vòng tay của người chọn. Nhưng liệu điều đó làm cho ai vui? Chỉ có mình vui trên sự khổ đau của người khác. Người chồng kia không chỉ cá nhân họ buồn, cả dòng họ hoang mang. Tại sao cô dâu lại trốn theo một chàng trai lạ? Bao nhiêu tiếng thị phi dồn đổ lên bên ngoài, lên bên nội trong gia đình. Liệu rằng tôi và em có thể yên ổn và hạnh phúc với cái nền tảng sụp đổ như vậy không? Em về đi với người ấy. Nếu biết rằng em đã có chồng, chồng tôi. Nếu biết rằng em tay mạnh lên như này, như mình gặp như thế này. Nếu biết rằng em đã có chồng, tôi nhỉ? Hai ba, công an nó làm gì chuyện xà gạo em? Tuyệt vời của nền văn chương thời kỳ lãng mạn. Và cái người ẩn danh đó có tên là, chủ bài thơ đó tên là nó có niềm hy vọng nào bên đây không? Có cánh tay nào bên đây không? Cả nước Việt Nam này biết khi bài thơ đã được đọc lên, và có một số người họ quá biết, họ quá hiểu về nguồn gốc bài thơ này, và chẳng cần phải lên tiếng. Xin cảm ơn những người đã yêu thơ, yêu nhạc và sống bởi dòng văn học lãng mạn Việt Nam có mặt hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã yêu đúng mức này. Khi tôi nhìn thấy mắt các bạn, tôi biết các bạn đã hiểu lên. Xin mời các bạn về trường. Xin cảm ơn. Thank you.
đừng nên suy nghĩ nhiều về chỗ đứng của mình trong xã hội. Nên suy nghĩ về cách đứng như thế nào. Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao. Đứng khom lưng thì trời cao cũng thành thấp. Ai hiểu bốn câu thơ này như thế nào? Sẽ có 1 phút 30 giây để bình luận, để nghị luận. Con đừng nên suy nghĩ nhiều về chỗ đứng, nên suy nghĩ về cách đứng như thế nào. Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao. Đứng khom lưng, trên cao thành thấp. Một bạn nào đó mời bạn Tâm vô đây để làm minh họa. Dạ, xin mời Mr. Minh. Câu tiếp theo, biết sống đủ, luôn thấy mình hạnh phúc. Thấy đâu là đủ nhỉ? Sống tham lam, giàu có, hóa ra nghèo. Tham lam là sao ta? Con đường làm cái bóng ăn theo. Ủa, thấy ta nổi tiếng mình làm giống giống vậy chắc cũng được nổi tiếng. Biết gieo cái để vui mùa gặt hái. Người ta gieo cái được mà mình muốn gieo cái quăng hạt xuống khô queo, chết queo. Làm thế nào để nảy mầm? Làm thế nào để chống chọi với mưa gió rồi mọc lên cây rất đẹp như sâu rầy dãy đầy? Và làm thế nào để hoa nở? Rồi làm thế nào để kết trái? Và có trái rồi thì có ăn được không? Sâu bọ xuất hiện. Cho nên biết gieo cấy để vui ngày gặt hái. Nghe thì giản đơn nhưng phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt. Mà đã học nghề rồi mà làm nghề chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì học nghề là cái nơi ươm mầm lý tưởng, còn thực tế thì đất nhà mình có khi nó cằn cỗi không giống như đất ở trong trường học. Học ở đây êm ái, mọi người lắng nghe. Nhưng bước ra ngoài kia, khán giả như bầy ong vỡ tổ. Tất cả những công thức mình học có ứng dụng được gì không? Và bây giờ thì đời là biển khổ, cho nên bạn Tâm sẽ đừng ái ngại, phải bước lên đây để các bạn không cần ghi chép và đọc bài thơ này trên màn hình kim. Dòng bão mà lớn. Trong chương trình hôm nay chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là phần warm up. Warm up không phải là động tác về hình thể, mà tôi cho một chất xúc tác rất mạnh để cái não của các bạn phải chạy rất là mau, mà phải chạy đa chiều. Chạy vòng tròn, chạy vòng tròn, chạy vòng quanh và chạy những đường lượn, chạy những đường thẳng. Mỗi một mệnh đề một con chữ nêu ra, nếu các bạn không có 36 đáp án, các bạn phải đi ra khỏi lớp, bởi vì các bạn sẽ không hiểu gì đâu. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán quá đơn với một cái ôm hay chưa? Ai từng đi với ôm và trả tiền cho cái ôm giơ tay? Ai từng được ôm và trả tiền, được nhận tiền giơ tay? Các bạn hãy thành thật với chính mình đi. Một người nào đó giơ tay lên đi cho tôi vui cơ. Không lẽ lớp mình không có vốn sẵn, không có kinh nghiệm sống là những thánh nữ và những thiên sứ xuống đây không, đúng không? Không có lá bụi trần. Xin mời em một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất từ trước đến nay của các em lắm. Và đây là bức màn sự thật. Chỉ có những con tim chân thành mới dám bước ra ngoài kia một cái sự thật mà người ta nói sự thật phù phàm. Sự thật thì hay mất lòng. Em không sợ mất lòng, bởi vì trong ánh mắt của em có giỏi dùng lại một sự hạnh phúc để mình nói ra cái điều mà không ai dám hỏi, mà không ai dám nói.
hay ngược lại, không ai thèm hỏi và chẳng ai thèm nói. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng đàn bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cá ơn chưa? Có ai ở đây chưa từng yêu mà? Vậy là ai ở đây cũng đã từng yêu hết rồi. Vậy bình thường khi mà đi chơi với người bạn đời của mình, người bạn tình của mình, ai sẽ là người trả hóa đơn nhỉ? Bạn đang áo xám nha. Bạn đang áo xám ơi, bạn có người yêu á. Thế thì người yêu như lo thứ hai tên bạn. Rồi, và đặc biệt là cả Thảo và bạn gái của Thảo từ ngày đến lẻ và đều đến từ một vùng đất xa xôi và chắc có lẽ ai cũng biết đó là Cà Mau, một vùng nơi đó, cái học đó, thì nó rất là tốn kém và con gái lớn lên nó học đến lớp 5 hết chỉ chồng nghỉ học kiếm một cái nghề để chồng đầy đủ. Còn đối với Bảo thì ở đây thì xa hơn, Bảo muốn lên học Sài Gòn và trường đại học Hồ Sơn là ước mơ là hoài bão. Lúc đó Bảo còn thích cái ngành nhiều nhất đó, Bảo là ngành truyền thông, nhưng sau đó là Bảo lại chọn ngành du lịch. Tại vì mình nghĩ là thấy đó mình mới không thấy, mình chọn cái nào vừa đủ với thực lực của mình. Và sau đó khi mà hai người bên nhau á thì vẫn còn khó khăn, nên vì thế chuyện là khi nào mình có nhiều tiền hơn hay là đầu tháng mẹ vợ có nhiều tiền thì mình sẽ trả cái hàng tiền cho bạn gái của mình. Còn khi nào mà có nửa tháng và cuối tháng, nào là tiền nhà trọ, nào là tiền học phí, nào là tiền đổ xăng và nhiều chi phí phát sinh khác, thì lúc đó thì cả hai cùng chia sẻ. Và trên quan niệm là tâm niệm là trước khi đi ăn là mình có đủ cái khoản thanh toán tiền đó hay không. Nhưng quan trọng giữa tình yêu với thời sinh viên, quan trọng là cái tình cảm và cái mình truyền tải cái thông điệp giữa hai người yêu nhau, thông cảm và hiểu nhau từ lúc đầu, thì mình cũng trình bày như vậy thì người còn lại sẽ thông cảm và chia sẻ với mình nhiều hơn nữa. Tôi đề nghị với phía chị bán gia sẽ nghe lại cái đoạn này và chụp cận ảnh đôi mắt của tất cả các bạn có mặt ở đây để xem họ có cảm xúc với những lời nói tận đáy lòng, một sự thật tận trong tim hay không. Em chụp thứ lượng lên nha, xem mắt họ có cảm xúc hay không, và chúng tôi sẽ kiểm tra lại hình ảnh để cho điểm. Và một cái là yêu cầu là 100 điểm. Nếu các bạn đạt được 1000 điểm trong buổi học ngày hôm nay, tức là 10 lần đúng, thì các bạn sẽ có một voucher. Voucher đó là cái gì? Xin được giữ bí mật. Em hãy nói 1/3 thời gian của bạn nói vừa rồi cô đọng lại và đừng dính từ với nhau. Hồi nhỏ đến Cà Mau và tôi gặp cái dòng trường đồng như thế nhau, thì bạn là bạn gái tôi, giờ thể trả tiền lúc nào thì lúc đó có tiền đi chuẩn bị đi thì cho sớm mình nhiều. Thì có thể là bạn gái tiền, có thể là bạn gái có tiền, có thể là chuẩn tiền, bởi vì tất cả những điều đó cần phải tắt âm thanh sạch. Như là nói tiếng Anh, người ta nói người ta nói, chữ người là dấu quyền, đó là nó ta, ta là không có dấu. Người ta nói tình, chữ người và chữ tình của tôi nó bằng một cao độ trong âm nhạc. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, thì ở đây người tình tiền bằng nhau thì người nghe sẽ rất là dễ chịu, rất là dễ chịu để đón nhận âm thanh mà không cần phải cố gắng hiểu. Còn mình làm cho người ta cố gắng hiểu là người ta đang bị mất năng lượng. Mà người ta mất năng lượng thì thiện cảm về phía diễn giả, về người nói chuyện, nó suy kiệt dần đi, đến nỗi người ta kiệt sức, người ta bắt đầu thiêu thiêu ngủ ở trong lòng. Và sau đó giấc ngủ nó sẽ lan truyền lên từng bộ phận trong cơ thể, và khi nó lên đến tận não thì người ta vẫn mở mắt và người ta vẫn ngủ rồi. Cho nên các bạn thân mến, em nói thì em phải chọn một tư thế để đừng xây cái mông rất đẹp của em
về hướng những người đang rất yêu quý em mà phải thưởng thức cái mong của em, thì cái đó là ý thức trời cho, chứ không có phải học mà chịu. Ví dụ tôi là em thì tôi phải làm gì? Còn tôi xin mời cô dâu, nếu bạn đứng đây thì bạn sẽ làm như thế nào để cho mọi người thưởng thức cái mong của em đẹp như một vũ công belly dance? Xin mời em. Thì cả em có mày không yêu hiểu, mày mới làm rồi, mày làm rồi mày mới hiểu, tới chừng đợi mày hiểu mày đã già rồi. Thì lúc một bà già làm cũng hay lắm, nhưng mà làm bây giờ vẫn hay hơn. Không được hỏi, tôi nói em không hiểu là lỗi của tôi, vì ngu cho nên tôi nói người khác không hiểu. Còn tôi là thánh nhân thì tôi không nói, thì cứ nhìn vậy thôi, cứ người ta làm được. Còn tôi là một người phàm mắt thịt nha, cho nên tôi cố tình tôi nói cho các bạn không hiểu đó. Còn các bạn không hiểu là chuyện bình thường, đúng không? Em về đi, tôi xin mời bạn khác. Nếu bạn làm sao để người ta không nhìn vào cái mong của mình trong phòng khán giả có mặt, mà bên đây cũng có người ngồi này, bên đây cũng có người ngồi, thì em làm sao để em di chuyển cái hướng nào mà không có người thì em nói chuyện được không? Bạn thấy ở đây, bạn thấy ở đây, bạn thấy ở đây, đúng không? Đó, em chọn đi, em chọn không có nói. Nguyên tắc của Stanislavski là hãy đánh giá con người qua hành động, chứ nói rất mà hay, ai nói cũng được. Mình học lý thuyết là mấy ông triết gia họ nói là mình thuộc được, nhưng mình làm được hay là không mới là giá trị thật của chính mình. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 2, 3. Cái việc điều khiển cơ thể của các bạn, khi não các bạn đang suy nghĩ mà các bạn biến ra hành động vỗ tay của các bạn còn không được, thì làm sao bạn có thể vừa nói vừa nghĩ cùng một lúc song song với nhau? Tôi đã gặp mẫu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hồi nãy làm việc tốt quá mà, còn bây giờ mới vô bước vô lớp lần đầu tiên kìa. Các bạn rất là fresh nha, các bạn rất là nice, các bạn rất là ngây thơ. Bây giờ cho các bạn tự vỗ tay cho các bạn đi. Hay quá. Cảm ơn em được 100 điểm. Bởi vì có một mình em kia, còn mấy đứa kia nó bị đau họng đó em. Nó sợ nó lớn lớn ngày mai nó tắt tiếng á. Tại sao em nhớ vậy? Là bạn đâu không? Bản thân mình tiếp thu và mình nhớ liền, đó là yếu tố của người dẫn chương trình. Mình nghe một diễn giả nào nói có cái từ khóa nào rất hay, lập tức nó phải ghi vào trong đầu, nó treo ở đó. Ví dụ như câu này, người ta nói tình yêu quá, ông diễn giả nó nhanh lắm, đâu có đến chậm đâu. Quý vị thì nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán quá đơn của một cái ôm thì chưa? Có bao giờ các bạn tính được ra tổng kết sau một năm tình phí của các bạn là bao nhiêu? Cái tình phí là cái từ mở, các bạn ghi vào trong não mình, neo cái từ đó đi. Tình phí là cái gì, đúng không? Chi phí cho việc giao thông vận tải, chi phí cho quần áo, thì cái tình phí là khi mình yêu ai đó mình tốn bao nhiêu tiền, mình sự nghĩ trữ lượng tiền như thế nào để làm cho cái dòng tình yêu đó nó luôn chuyển, nó không đứng yên, đúng không? Cho nên bây giờ tôi đề nghị mọi người lên đây chuẩn bị chết đi, chết một cái mạng này đi vì ghen mà mình có một cái mạng thôi. Nếu một cái ta tất cả ngã xuống chết hết, còn nếu các bạn nào không ngã được thì vì một lý do rất là tế nhị thì các bạn không cần phải ngã, các bạn ngồi xuống thôi nhé. Tất cả lên, nhanh lên, đi trong vòng 30 giây, ai không kịp vào đây. 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đã hết. 2, 3, đi lên. 5, 4, 3, 2, 1, chết. Đứng lên. 5, 4, 3, 2, 1, không chết. Dạ, có một người đã hy sinh chứ không phải chết. Và bạn được cộng thêm 100 điểm vì cái não của bạn rất là mạnh, IQ của bạn rất là tốt, nhưng mà EQ của bạn lại còn mạnh hơn vì bạn thiếu SQ, đó là trí thông minh tâm linh. Cho nên bạn đã vô tình rơi vào hai điểm mạnh của mình, đó là thông minh về trí tuệ, đó là thông minh về cảm xúc, nhưng mà thông minh về tâm linh SQ sẽ giúp cho các bạn khác kịp dừng lại, và bạn là người đáng yêu, cho nên bạn được 200 điểm.
Còn 800 điểm nữa là bạn sẽ có cơ hội nhận vớt nha. Rồi xong. Nhớ nha. Cả lớp hát. Rồi xong. Trời ơi, nó nói như là nó mới tầm 3 tuổi á, chưa kết ra rồi nè. Rồi, mà cảm xúc của em được nói là em nói câu cuối để lại ngày ba. Cái câu cuối tình quý thì của em đó, cái câu tình yêu của em là có cuối gì nữa không? Không quan trọng là câu cuối nói đi. Và mà ơn là bước qua đây nói chung một tháng. Thế là xong, đúng không? Thì mình khi mình bước thì mình đã nhìn ra xung quanh, mình đứng dậy một cái thì mình chào các bạn, nói là xin lỗi các bạn, tôi có thể che tầm nhìn của các bạn, rồi sau tự điều chỉnh. Sau cái xin lỗi là sự hối hận, và chính sự hối hận và biết ơn nó là hành trang luôn luôn đúng. Mình hối hận vì điều mình làm chưa đúng, là mình được thứ tha, mình thứ tha cho chính bản thân trước đã, để trời được tha thứ cho mình sao. Nhưng mà khi mình hối hận thì trí mình bỗng nhiên sai và SQ thông minh của mình sẽ tìm cách đứng vào vị trí để mình khỏi xin lỗi nữa, không cần xin lỗi nữa, vì mình biết rằng đây là vị trí tối ưu nhất. Mà bây giờ nhỏ của thầy ngồi đây thì em biết đâu rồi sao thấy được các bạn mà sao hay còn này. Vậy em đừng nói, em đi đi chứ. Bạn biết tên là này không? Dạ Bảo ạ. Xin cảm ơn bạn Bảo. Dạ. Đặt cho tôi một cái động lực để tôi tiếp tục cái câu chuyện của mình. Động viên người khác cũng là động viên chính mình. Người ta nên nói người ta sống sợ có người yêu nó nghe, mà có người yêu cũ nó nghe nữa. Có người yêu mới bây giờ là khác đó. Dám nhắc có người yêu cũ về là cháy nhà đó. Tất cả những điều đó mình phải thương. Cái tim của mình phải thương hết cả nhân loại. Thì có một người yêu mình, mình thương hết cả tinh thần này, có ba người yêu mình. Rồi mình thương hết cả vũ trụ này, có một người yêu mình là cũng đủ cho cả một đời. Chứ không phải một chuyện của người yêu mình mới là nổi tiếng. Không cần thiết. Em hãy nhìn vào mắt em. Hồi nãy là nói mọi người đang đóng vai người ngoài cũ, không có nhập tâm vào câu chuyện của em. Họ nhìn một cái nó nói, nó muốn ăn điểm hay gì đó, nó muốn nhận câu trợ của thầy nó nói. Vậy đó. Cho nên người ta nghe rất là lạnh lùng. Và chính sự lạnh lùng đó tôi mới mời các bạn đi chụp lén đi, để thấy hình chi mình phải là người trong cuộc, mình phải thở theo nhịp thở của diễn giả. Ông ngồi đầu, hồi đầu ông xúc động, ông nói cái giọng đó, rồi ông nghe những nước mắt, rồi ông nói tôi không có buồn, thì mình lại khóc. Thì khi nào các bạn sống được với cảm xúc của người nói, thì các bạn nhất định không phải là người nói hay, mà là người nói xuất. Bởi vì bạn đã sống được nhiều cuộc đời. Còn các bạn chỉ muốn phát triển bản thân mình, thì là hay. Các bạn chỉ sống có một đời của mình thôi. Mà một rừng cây mà các bạn không cộng hưởng được với tất cả những cây khác, thì các bạn sẽ sớm bị héo úa, vì các cây khác sẽ không thương bạn. Thì làm sao bạn phát triển? Cái cây cổ thụ đó, nó che cho cái cây ở tầng trung. Và cái cây tầng trung là nó che cho cái cây ở tầng thấp. Và rong rêu á, là nó mọc cái nơi tối nhất, không cần ánh nắng mặt trời. Thế thì tương sinh, tương hỗ đó, mà không biết vận dụng sức mạnh của vũ trụ, thì phải chăng là em nói, và em phải nhìn được người ta đang khóc, người ta đang lạnh lùng, người ta đang ghét bạn, người ta đang thù bạn, người ta đang yêu bạn. Và bạn biến cái tôi của mình thành con siêu to tướng. Như ngày mẹ mình sinh ra đời, đâu có gọi cái tên mình là tên gì đâu. Tự nhiên có người đặt cái tên là Eli, người đặt là Thanh Bảo, người đặt tên là cái gì Tuấn Anh, người biết chơi đàn piano. Ôi, nhỏ mới sinh ra là biết chơi đàn. Rồi giờ biết cái chơi đàn piano này, hỏi đây đến ra giờ không, nhỏ mới biết lắm. Tự hào, tự cao. Nguyên lớp này, mình tôi biết chơi đàn họ ra, đi chơi được 12 điệu. Vừa rồi học thêm 8 điệu nữa. Mấy đứa này mình lên cấp nhỏ mà hát, là cái đợt thu hoạch dễ sợ lắm. Đợt tông này hát tông kia của người ơi, cái người nó sống với ai, đâu có đi làm nổi để xuất theo hay không. Và chúng ta mãi sống bằng thị phi, và chúng ta làm chiều lòng thị phi, để chúng ta được lòng thị phi, thì chúng ta không phải là nghệ sĩ, mà chúng ta là gương sĩ, mà chúng ta là thợ sĩ.
còn người nghệ sĩ ta sửa. Người nghệ sĩ phải mở đường mới nhất, chưa ai đi, chưa có một người MC nào trên thế giới làm như vậy. Và mình làm, ai yêu mình, một người cũng được, không ai yêu mình, không cần. Tôi làm, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi nghĩ đây là con đường đúng nhất. Xin mời. Đừng bao giờ chút đuôi lương, bởi vì cái đuôi của nó vẫn có cái chất nhớ, chất nhờn và cái chất tăng. Và nếu mình chạm vào nó thì mình đã bị tăng cái mùi của nó. Dù nó nói thật là hay như giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, và nhiều bạn trẻ khi phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê mà lớn như ông nội của họ đó, và họ biết đến nỗi nước Pháp phải mời họ là đại diện âm nhạc Pháp để đi nói chuyện với toàn quốc gia trên thế giới. Thầy Khê làm như vậy là thầy nói cái gì thầy làm được cái đó. Thầy nói đàn tranh thì qua tới Nhật Bản cái đàn của họ giống đàn tranh, nhưng nó to hơn và tiếng nó trầm hơn. Thầy phân biệt thì nói đến Triều Tiên thì cái ở Triều Tiên thì nói như thế này. Thầy nói được và thầy làm được. Và mấy ông viện sĩ hàng năm của Pháp nói hay hơn thầy, kiến thức có thể rộng hơn thầy, nhưng không có đợi được một giải cụ nào hết. Và các xứ nó không chịu, nó yêu cầu cái ông người Pháp mà gốc Á đó đi nói chuyện cho những người chuyên nghiệp của họ nghe. Thì có nghĩa là đừng bao giờ người ta đầy cảm xúc như thế mà trong vòng quán chú suy mà mình kết luận liền. Xin lỗi, luật sư cũng không dám kết luận nữa, chứ đừng nói mình là một người MC. Xin cảm ơn những chia sẻ. Mình đừng nói là thật lòng, biết sao ta nói dắt rồi sao. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của anh đã được ghi nhận. Ủa, nó nhiệt tình hơn mấy quỷ cái gì mà cũng quỷ được về ngồi đây, đúng không? Nó thèm đưa tay, có một thằng quỷ đi đưa tay. Thì cái sự nhiệt tình là cái đúng nhất. Chứ bạn gì? Chứ những lời cảm ơn sâu sắc, chân thành. Mẹ gì làm sao bảo kiến bảo hiểm cho đời nói được. Đúng chưa? Đừng bao giờ kinh nghiệm của người khác. Và khán giả mới là người có quyền khen chê, còn mình là cái người trung gian thì kết nối diễn giả và khán giả. Ca sĩ hát xong nhảy hay múa đẹp, kệ sư đó. Những người ta nhảy đang sốt mà ghi chương vàng một rổ vậy nè, mà thấy ca sĩ nhảy người ta ói, mà mình thấy chưa vui, còn mình thấy đẹp quá, thêm vơi quá. Ủa, nhỏ này nó cái trình độ nó tới đâu mà sao một câu nói nó lòi cái đuôi chồn cái đuôi cáo nó ra như vậy? Mà có cần phải lòi đuôi chồn đuôi cáo đâu, mình cũng chồn cáo mình tự biết mà, đúng chưa? Xin cảm ơn sự hào hứng cổ vũ nhiệt tình của các bạn dành cho chàng diễn giả mới bắt đầu vô nghề, chưa biết tên, nhưng các bạn đã nghe giọng nói anh ta. Tôi nghĩ là các bạn sẽ biết đâu gặp anh ta trong những chương trình cực kỳ hấp dẫn. Xin cảm ơn. Thì những lời cũng rất là thảo mai, nhưng nó có cái độ chân thật và sự chuẩn xác, mà nếu mình trẻ sẽ tắt lên lòng tư thì nó vẫn đúng. Hãy tập như thế, chứ đừng có tập cái thói quen mà người ta đã ban tặng cho bạn.
bạn MC nào trên thế giới này cũng như ở Việt Nam đều có những câu rất là mượt mà giống nhau của toàn cõi âm dương. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Mai đã chia sẻ những điều rất là tâm đắc, những điều rất là sâu sắc và chân tình. Ủa, bạn đang chuyên môn đối giáp không? Ai cũng biết mà. Công nghệ của bạn đó là kết thuộc mẹ là Nguyễn Thị Thu Giáp. Mày nói lúc nào mày nói chân tình thì con nói ô thì em nói này là điện tử của mẹ thì đúng rồi. Giống các bạn nói chuyện mình nói thì là biết. Nói mà vơ chứ vui tay mình nhảy theo nhạc là biết điện tử của ai. Tiếp tục, bỏ tay lên đặc biệt đó. Những chia sẻ nhiệt tình có gì không tiền từ thì nói xin cảm ơn bạn rồi sau người ta nghe cái mệnh đề tiếp theo của bạn chứ người ta không cần nghe lời cảm ơn của bạn và thậm chí bạn cảm ơn bằng mắt mà không cần nói tôi trong mọi trường hợp khó xử điều rồi xong múa không bao giờ làm người ta tổn thương, tiết mục hình thể ba lê không bao giờ làm ai đau khổ thì hãy tận dụng sức mạnh của hình thể. Sao không? Tụi chi các bạn muốn làm gì nào? Tôi yêu bạn. Rồi sao chứ cần gì phải nói? Sao mắc cái việc nói chi lớn dữ vậy? Ham nói dữ vậy, không nói được chết à? Phải cho nó chạm phói tay cho nó. Con bướm lừa hại trong chung kén, mình phải quá. Và xin thú thật với các bạn, bạn thân Hiếu đã gần bỏ ra những cái ôm và thậm chí là hơn những cái ôm để đổi lấy những cái hóa đơn. Không biết là hiện tại các bạn đang nghĩ như thế nào? Có thể là một cái chiều hướng nào đó khác với cái suy nghĩ của Hiếu hoặc là khác với thực tế. Bởi vì nó có nhiều mặt mà, chứ không thể nào mà ngăn các bạn nghĩ theo những cái chiều hướng đó được đó. Nhưng thật sự là như vậy các bạn ạ. Khi mà Hiếu đi chơi với người yêu của Hiếu thì bạn của Hiếu luôn là người trả hóa đơn. Trước đây khi mà đối với cái tình yêu đầu tiên á thì Hiếu vẫn là sinh viên, vẫn là cô sinh viên năm nhất và luôn sòng phẳng, luôn chia sẻ. Khi mà bạn trả một cái chầu phim thì mình sẽ share cái phần đó. Nhưng sau đó tụi mình chia tay. Và vấn đề chính là kinh tế. Hai đứa không thể nào mà lo được những cái tình phí, những cái sinh hoạt phí thường ngày. Và thế là câu chuyện tình kết thúc. Đến với mối tình thứ hai, chắc có lẽ là đã rút kinh nghiệm nhiều hơn. Hiếu luôn để cho người thứ hai chia sẻ, không phải là chia sẻ nữa mà hầu như là trả hết tất cả các loại hóa đơn, bởi vì Hiếu nghĩ là mình xứng đáng. Và khi mà họ trả những cái loại hóa đơn đó, mình nghĩ là cái giá trị của mình sẽ được tăng thêm. Và cho đến tận bây giờ thì Hiếu cảm thấy đó là một cái quyết định rất là đúng đắn của bản thân mình. Tất cả mọi người lên nhảy cha cha cha. Tất cả các mọi người có thể lên đây cùng nhảy với Hiếu. Dừng chân trên bến khi chiều lắm chưa phai. Đường xa thấp thoáng muốn là áo chưa lạnh. Bối sắc tinh thần lớn chân trên Sài Gòn nghe đáp Sài Gòn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà khi cắt ra như thế, em vẫn giữ được cái mặt cảm xúc của mình, thì cái điều đó là tố chất của người MC chuyên nghiệp. Bạn nhận tròn 1.000. Và bây giờ thì mình tặng quà liền hay là mình chờ cuối buổi? Ba lô màu đen. Ok, rồi em về cháu đi. Bây giờ tôi xin mời bà Minh Thắng, Mr. Thắng, Amy Thắng, một công ty sự kiện mà hôm nay đang đến đây để tìm người MC dẫn chương trình cho những event của công ty của anh Thắng cho một tràng pháo tay nồng. Đầu tiên cho Eddie Thắng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến thầy Thanh Đạo cũng như tất cả các bạn đang xuất hiện trong hội trường ngày hôm nay. Thưa các bạn, ở nghỉ này với một cảm xúc rất vui mừng và xuất hiện ở đây, chúng ta thấy là một công ty và chúng ta công việc MC rất tuyệt vời. Bởi vì sao? Chúng ta không chỉ mang lời nói mà mang cả cảm xúc từ tận trái tim của chúng ta đến với khán giả. Chúng ta phục vụ không chỉ người A, người B, nhưng chúng ta còn có thể nói là phục vụ tất cả mọi người. Và thông qua đó, chúng ta là người mang cảm xúc của người đó, của diễn giả, của một speaker để trao đến kết nối thật sự với một hội trường, một diễn đàn hay một sự kiện. Nhưng họ sẽ nhớ gì? Họ sẽ không nhớ nhiều về nội dung mà chúng ta nói, nhưng họ sẽ nhớ chính cái cách mà chúng ta thể hiện cái nội dung đó và cách mà chúng ta trao đến cho họ, trao đến cho tất cả mọi người những giá trị gì mà còn tồn lại trong tim của họ. Các bạn đồng ý cái này không? Và một điều tuyệt vời thì không bé đi với người này có thể nói là một cơ duyên, bởi vì chỉ có một cái nghề. Các bạn đã biết một cái nghề chuyên về ở trong văn phòng nhiều hơn so với ở ngoài, nhưng khi một cái đam mê nói, một ca mê đem điều gì đó phát lên những ngôn từ tốt đẹp trao cho nhiều người hơn nữa, không phải chỉ dành riêng gì. Thì trong cái đến với khóa học đó là phải NLP, thì mình mới tìm ra con người bên trong là còn quá nhiều điều có thể giúp được người khác thông qua lời nói, thông qua những ngôn từ và thông qua những giá trị mình nên gieo những ngôn từ tốt đẹp nhất cho mà. Và có một điều như thế này, ví dụ như các bạn để ý cho một câu châm ngôn nào đó, có thể nói ví dụ như bạn được phép, bạn sinh ra là một người bình thường nhưng không được phép sống tầm thường. Các bạn nghe câu này không? Vì tại sao chúng ta không đổi câu đó lại? Bạn sinh ra là bình thường nhưng hãy sống cuộc sống phi thường. Vậy thì câu đó khác gì ạ? Vẫn là hướng những cái tích cực nhưng ta dùng ngôn từ tốt đẹp hơn, tầm thường với phi thường. Các bạn sẽ đổi nào? Các bạn đổi nào? Yes, bởi vì chính chúng ta dùng ngôn từ tốt đẹp theo người khác đó điều rất là tuyệt vời, đó là một vui khi thắng đến với người này. Và đặc biệt ngay tại đây bạn
đó, 10 tháng tham gia với chương trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và đầu tiên thì cho một cảm nhận lớn với sự xuất hiện của tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì Thắng cũng là một người cũng là chuyên về MC và cũng là dẫn chương trình, và rất là vui khi Thắng được kết nối và làm voice talent ghi và là lồng tiếng những cái video để cho các nhà họ có yêu cầu. Và thông qua đó thì trong thì nói Thắng cũng kết nối để tìm những các bạn có yêu cầu về những công việc liên quan đến phát thanh, tại Thắng cũng có liên kết với lại các anh chị em là phát thanh viên ở trên toàn quốc, thì làm có một câu lạc bộ như vậy để cho tạo nhiều cơ hội hơn, tức là chúng ta sẽ đóng góp không chỉ là MC không, về cả cái voi thế là hiện tại thì Thắng có cộng đồng như vậy, gần như là gì trao đi các bạn có nhu cầu về tìm việc về liên quan đó, thì Thắng sẽ là người kết nối để thông qua đó giúp cho mọi nhiều các bạn hơn, không chỉ là người đánh thắng nhưng mà nhiều người các bạn cũng đóng được giá trị. Đó là tuyệt vời. Nếu các bạn có mong muốn mà tìm hiểu thêm và cùng rèn luyện để nâng cao bản thân mình hơn nữa thông qua nghề MC này và trao giá trị nhiều điều tốt đẹp hơn nữa thông qua lời nói, thông qua những thảo sức, mà điều quan trọng nhất là chúng ta tập trung vào khán giả, đúng không? Không phải là cái mình chính mình đâu, bởi vì mình thể hiện bản thân mình thì ai thể hiện cho thôi, nhưng chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người khán giả, họ sẽ nghe gì khi chúng ta nói, họ sẽ có động lại gì, từng lời, từng chữ và từng cử chỉ của chúng ta. Chúng ta trên sân khấu này, họ sẽ nhớ điều gì nhất? Họ nhớ cái nghề này thật sự rất tuyệt vời các bạn. Và thấy mình được Thắng tự hào nói Thắng là một người MC rồi các bạn. Và hôm nay bao nhiêu trong số các bạn đã tự tin rằng bản thân mình là một MC cực kỳ tuyệt vời như đây là đó tôi ạ. Các bạn còn chưa dám tự công nhận bản thân mình thì ai công nhận các bạn? Các bạn học được làm gì ạ? Mình phải công nhận lên bản thân mình trước thưa các bạn. Mình mới dám tự nhận mình là một MC trước thì người khác mới công nhận mình sau. Tại vì bản chất cuộc đời này mình công nhận mình trước và mình xứng đáng được điều đó các bạn. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Khi các bạn chọn điều này các bạn hãy nhớ, đầu tiên mình phải nhớ nói rằng là mình là một MC, đó là liền tự hào đúng không? Vậy thì Thắng hỏi lại một lần nữa, bao nhiêu số các bạn đã tự hào nói rằng mình là một MC, giơ tay lên và nói thôi. Và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn tất cả quý vị, tất cả các bạn đã xuất hiện trong hội trường ngày hôm nay. Và xin các bạn là góp không nhỏ vào sự thành công ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng ta các bạn đó, chúng ta hãy thấy thì con lửa đâu, con lửa đâu, con lửa đâu. Đúng rồi, đây là ngọn lửa trong tim của chúng ta, đây là những tâm huyết, những sự nhiệt huyết chúng ta. Hãy để luôn luôn đốt cháy của ngọn lửa MC. Và rất tuyệt vời, và chúng ta hãy giơ cao ngọn lửa và bổ thật nhiều cái. Bổ tay vào nhau một cái đó, một cái, hai cái, ba cái, thật nhiều 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 cái lửa này. Và đó thì chúng ta có thay cái nào của nghệ sĩ xin được giới thiệu với các bạn, bà ấy không phải là người Việt Nam, bà ấy là một người có một sứ mệnh chúng ta Cambodia, và ở Việt Nam mình hay gọi người Cambodia hay là gọi là người Khmer. Người Khmer ở các tỉnh miền Tây rất là nhiều,
ở Mang Thít Vĩ Long cũng có, ở Trà Vinh cũng có. Và đây là một cái người mà yêu văn hóa Việt Nam, học tiếng Việt từng chữ, từng từ, từng câu và hiểu đôi khi sâu hơn người Việt Nam, giỏi hơn người Việt Nam nơi nào. Và bạn đã mỗi ngày có một câu danh ngôn sáng tạo hoàn toàn là giữ bản quyền của cá nhân. Mà tôi phải học từng câu danh ngôn ấy trong mỗi ngày trong group chat của chúng tôi trong Zalo. Và đây là người thầy của tôi, bạn rất là ít tuổi, nhưng tôi luôn luôn học từ đứa trẻ lên ba. Từ những điều mà người ta nói vu vơ là bởi gì? Nó là năng lượng của vũ trụ. Em nói một vài câu để em sáng tạo, không phải khoe nha, mà cái cách nào để em có thể sáng tạo đó là cái điều mà các bạn phải cần biết. Dạ, cảm ơn anh là giờ chủ đề của thầy Thanh Lộc. Thực ra những này các bạn hay để ý ở trong một cái câu mà danh ngôn rồi đó, nó không có một sự đối lập. Tức là ví dụ như là một cái sự thiên tai thì cái gì vượt qua, thì các bạn sẽ, chúng ta sẽ đổi như thế này. Ví dụ như thiên tai sẽ tạo nên thiên tài, được không? Vậy thì nghĩa là hoặc là câu mà lúc nãy Thắng vừa nói, cái câu danh ngôn chính của nó như thế này: bạn sinh ra là một người bình thường nhưng không được phép sống tầm thường. Câu chính khi Thắng đổi sẽ đổi như thế này: bạn sinh ra bình thường nhưng bạn chọn cách sống phi thường. Các bạn thì không hiểu được, các bạn này ở bên Việt Nam hoặc là Campuchia, cho nên là phải nói chậm hơn hay như thế nào mà. Chứ các bạn thấy được không có hay gì chứ. Ở phía ai là không được. Dạ, yeah, yeah. Ok. Vậy thì ví dụ như câu này: mình cứ nỗ lực, mình cứ cố gắng, cuộc sống tươi sáng hơn. Nhưng mà thấy cái đoạn câu như thế này: bạn càng nỗ lực thì ngày mai càng sáng rực. Thì cái điều đó nó tốt hơn nhiều so với gì? Sự cố gắng, nghĩa là cố gắng đang mất năng lượng. Cái từ nó, cái ngôn từ nó mất năng lượng. Mình cố níu, nó không còn là cố mà không nổ, mà còn gắn nó sức đâu mà lên sức cố quá là quá cố luôn, mà cố quá thì quá cố luôn, làm sao mà có động lực được vậy? Cho nên là chúng ta phát hiện những cái đối lập ở trong câu mà gọi là danh ngôn, thì chúng ta sẽ tìm cách đổi nó thành ngôn từ, về ngôn từ của thịnh vượng, ngôn từ của tích cực hòa thuận. Nó có một nguyên tắc như thế này: ngôn từ nó chia ra nhiều cấp độ, thì vậy chúng ta chọn một ngôn từ tích cực và không tích cực, và ngôn từ của thịnh vượng. Vậy thì chúng ta đổi như vậy thì có một điều là thật ra nó không phải là người quá giỏi, nhưng có một khi mình tìm kiếm của mình, cứ thật ra nguồn lực nó sẵn trong ta rồi các bạn, thì ra năng lực nó được tìm kiếm. Và cái từ này nó mình biết như sao cho nó tích cực và nó thịnh vượng. Tích cực thì ví dụ như vậy thì nó chỉ mang bình thường thôi, ví dụ như phi thường thì nó mới vươn người ta vượt hơn so với cái tầm thường. Tầm thường rõ ràng kêu người ta sống bình thường với tầm thường giống nhau các bạn, rõ ràng cái danh câu danh ngôn nó lại là đưa con người giống hệt nhau, không khác gì hết, đúng không ạ? Tầm thường với bình thường giống nhau khác nhau do đó là những người phát hiện. Thật ra khi một câu danh ngôn, chúng ta nên đọc và cảm nhận được cái từ đó, và nó nói lên điều gì vậy? Mình đứng ở phía cạnh này, sao nó đứng ở góc cạnh này, chúng ta thấy khía cạnh này phát hiện nhiều nữa, chúng ta lùi lại một bước, chúng ta thấy hai cái cạnh này nó phát hiện nó lại, và chúng ta chuyển sang một trạng thái khác. Vậy chúng ta có đa góc nhìn trong một câu nói. Các sự việc trong cuộc sống này cũng vậy, đúng không các bạn? Chúng ta là một người MC, chúng ta không thể nào vừa một cái, hai cái, ba cái như thế là chúng ta kết luận ngay, mà hãy mở rộng thế quan ra, mở rộng ra, đôi lúc nó lùi một bước, nhưng để chuẩn bị nguồn lực để ta bước thêm 10 bước, đúng không các bạn? Hay không ạ? Hôm nay bắt chuyện hai, bắt chuyện các bạn rất là nhiều.
nhiều. Và Thắng cũng có một cái thử thách hiện tại đang ra cho chính mình. Vậy thì nếu các bạn muốn tham gia thử thách này để chúng ta cũng nâng cao vốn từ và ngôn từ của các bạn, thì Thắng sẵn lòng để cùng các bạn tham gia một cái mini game của Thắng. Và mini game này mỗi ngày sẽ là một thử thách, và Thắng đưa ra chủ đề, và thông qua chủ đề đó các bạn sẽ được hưởng những phần thưởng xứng đáng. Và do Thắng đang tài trợ 100%, và các bạn muốn tham gia thì ok, rất sẵn lòng chào đón các bạn. Ta cũng nâng cao ngôn từ để phục vụ cho nghề MC được cực kỳ tuyệt vời của chúng ta. Các bạn có muốn không? Muốn hả? Ok, rồi kết thúc buổi ngày hôm nay thì tiếp nối Thắng để Thắng xin cho các bạn những người trai vào cái group để ta cùng tham gia thử thách này. Khi các bạn tham gia trong vòng 1 tháng thôi các bạn, thì các bạn sẽ cảm nhận nghe cái sự vi diệu, các bạn biến đổi ngôn từ rất linh hoạt. Thái sinh nó thật luôn, Thái là người không có đọc sách nhiều, nhưng cũng có đọc đó, nhưng mà đọc không nhiều như người khác. Nhưng cái cách mình sử dụng ngôn từ ngay là linh hoạt và giúp chúng ta có nhiều ngôn từ hơn. Cho nên để sau đó là việc bổ sung một cái, và chúng ta phải bổ sung một cái. Và ta nên nhớ này, chúng ta học từ nhiều người để bớt đi sự nỗ lực của chúng ta thân mình. Vậy thì nếu chúng ta một chủ đề mà có 10 câu sáng tạo, có 10 bạn tham gia, vậy chúng ta học được bao nhiêu bài ạ? 10 bài, đúng không? Cho một giảm đặt lớn cho chúng ta chưa? Ok, rất tuyệt vời. Vậy thì bao nhiêu bạn rất muốn tham gia cái mini game mà hả? Thế là ok, thì mời mấy thầy hãy vỗ tay thật lớn cho chúng ta thân mình, bởi vì mình cho một cơ hội cho mình thôi. Và Thắng xin mời Thắng xin được phép mời thầy Bạch sẽ làm ban giám khảo cho cái mini game này, đúng không? Và mini game này Thắng sẽ ra tay trợ cho Quả Đạt. Có tay không? Hai ba la 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 la. Một hai ba. Yeah. Ok, bắt đầu. Ok, dạ vâng. Và vậy thì video chúng ta sẽ được bắt đầu vào khi các bạn đăng ký vào tối hôm nay xong, và sẽ được kích hoạt ngay video game vào ngày thứ tư đi nè. Hôm nay thứ hai đúng không? Thứ tư. Thì để các bạn có một ngày chuẩn bị và Thắng sẽ gửi trước chủ đề cho bạn một ngày, đúng không? Và chúng ta sẽ có những điều bí mật tuyệt vời, và Thắng sẽ mời thầy Bạch sẽ là người ban giám khảo cho cuộc thi này. Và chúng ta sẽ có một người bước khó hơn nữa trong quá trình này, giúp chúng ta có những ngôn từ sáng tạo, bởi vì ngôn từ rất đẹp thương. Và đó là thông điệp mình ta sẽ chạm đến trái tim của người nghe. Cậu thỏ thỉ một câu nhẹ nhàng, nhưng người ta nhớ bài cả một bài thương nhạc. Không những ý chứ phải bao vô mà nó là kinh hoàng, lúc nào cũng phải cao giọng. Nhưng cái câu nói nhẹ nhàng bằng hơi thở đi sâu vào trái tim. Các bạn có từng trải qua những câu chuyện đến lúc học kẹo nhẹ nhàng, giống như là những dòng hơi cuối cùng mà sắp tắt thở, nhưng những câu bài đó chỉ là phút giây mà các bạn có nhiều ấn tượng và nằm sâu trong trái tim mình thôi. Đó mà đúng rồi, đúng rồi, rất tuyệt vời các bạn. Thế nên vẫn đặc biệt sẽ có ngôn từ và vẻ đẹp của giọng điệu và ngôn ngữ thể, đặc biệt trong ngày MC của chúng ta. Giọng điệu chỉ bao nhiêu phần trăm ạ? Bao nhiêu các bạn nào nhớ không? Bao nhiêu giọng điệu chỉ bao nhiêu phần trăm? Bây giờ Thắng mở đề nha. Nội dung chiếm 7%. Rồi, còn giọng điệu bao nhiêu ạ? Giọng điệu bao nhiêu? Rồi, cho một đào thầy nói cho 30 ạ. Rồi, còn Thắng là Thắng đâu? 50. Rồi, cho một đào thầy cho 50 ạ.
tên gì? Dạ em tên Thu Hiếu. À Thu Hiếu, rồi bạn tên gì? Hùng. Hùng. Ok, tuyệt vời, cái nhà trong một thành có tay thật lớn cho hai bạn Hiếu và Hùng nhé. Thưa các bạn, trong một buổi nói chuyện thì yếu tố nội dung chỉ chiếm 7%. Giọng điệu chiếm 38%. Vậy còn bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? Dạ, chính xác, trong đoạn này lớn cho 55% là do ngôn ngữ hình thể của chúng ta. Nên khóa học cách tuyệt vời tâm là một người MC đặc biệt kết hợp các gì yếu tố vì ngôn ngữ, vì giọng điệu và ngôn ngữ hình thể của mình nói sao. Khi chúng ta nói bên trái tại tầng bên trái, khi chúng ta nói bên phải tại tầng bên phải, chúng ta nói một điều gì đó hoài niệm rồi mới cứu được không? Chúng ta bắn sâu ánh mắt lên xuống trạng thái cảm xúc của chúng ta, nó quyết định rất lớn đến cảm xúc của mình nhé. Và khi tái hạ giọng thì các bạn sao ạ? Tập trung chú ý hơn đúng không? Đó là bí quyết tuyệt vời mà thầy Thanh Bạch là người và là có thể nói là bậc thầy trong lĩnh vực này nên rất tuyệt vời. Và thưa thầy Bạch, mini game sẽ được khởi động vào ngày thứ tư và rất tuyệt vời. Tháng 10 thầy Bạch là giám khảo chính, còn tháng chỉ là giám khảo phụ thôi, đúng không? Cảm ơn em rất nhiều. Ông Slan Bonte, cảm ơn tiên Campuchia là Open. Các bạn đã đi 2-3 Open. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn ơi, còn có tháng tuyệt vời không? Hãy vỗ tay đi xin chuyển là hình thể đi nói để thu hút sự chú ý của mọi người, di chuyển liên tục để bên này bên kia và làm người ta không biết ì một chỗ rồi sao được không, ông lên xuống lỗ thấp lên, tất cả điều này là phải luyện, phải hiểu và cái tập. Còn bây giờ chuẩn bị, các bạn ơi, các bạn biết nhóm nhạc nào chơi sau đây tôi nói mẫu từ đây, đó là N, nhóm nhạc mang tên N. Bài hát được mang tên gì? Của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nối vòng tay gì? Được. 2-3 cùng giới thiệu cái đó. Với phần trình diễn của đại diện NHK, cái bài hát của Trịnh Công Sơn được mang tên. Nối. Hey!
còn lâu hơn những bóng đang bay buông trời đồng bàn tay ta đóng đâu còn một tổ Việt Nam chúng tôi đến vui mỗi ngày còn một đôi con tim đồng lại những tình người trong ngày mới thành phố nơi không xa hơn rồi vì trên tôi những tim bao lần và nụ cười đã trên môi từ mắt cô đã thôi liền nắm tay ta xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em ơi, em giới thiệu Á Hậu giùm anh đi. Dạ. Ngày hôm nay thì mình cũng có một người tham gia trong với Hùng nữa là Á Hậu và Diệp Thi An. Vâng ạ. Cho bạn ấy một chuyện này lớn hơn không? Vâng mọi người. Bây giờ để làm dấu ấn cho talk show của chúng ta thì mời ba bạn lên cầm ba cái dù che cho ba người ở đây. Chương trình Ngày Truyền Hình xin được phép bắt đầu trực tiếp truyền hình trên kênh HTV7 và trực tiếp truyền hình trên kênh của Truyền Hình Hà Nội. Xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, dân gian có cầu trai tài gái sắc. Nàng là một biểu trưng của sắc đẹp và chàng là một trong thành viên của nhóm HKT và cũng là người sáng tạo ra rất nhiều sáng tạo mà thậm chí ở Việt Nam chúng ta còn không hiểu hết. Và riêng tại một đất nước rộng lớn và xem đây là thần tượng của mình thì đây là một tình hữu nghị quá tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta có cơ hội đủ duyên thì gặp gỡ, phải không các bạn? Thật là vui. Và bây giờ xin mời Á Hậu Diệp Thi An, bạn đọc danh hiệu rồi bạn mới gặp thành viên của nhóm HKT, hay là bạn đã quen với HKT trước khi gặp giải Á Hậu? Nói thiệt à nha. Thưa nghệ sĩ Thanh Bạch, thì với câu hỏi này thì Diệp Thi An xin được trả lời là em gặp ca sĩ Hồ Giang Hùng trước khi em được giải. Vậy là chính bạn Hùng là người đảng viên em đi thi đúng không? Dạ. Em tự quyết định nguyên nhân nào em quyết định, bởi vì cuộc thi sắc đẹp đó, nó rất là khắc nghiệt, thời gian luyện tập mọi thứ, dù khi mình rất là khỏe tới chuyện đạt cái ngày chung kết thì mình mệt, mình đuối quá đi, cái đôi chân mình nó không quen với cái đôi giày nó cao, mà không có bao giờ mình đi cái đôi giày nó cao mà đợi lâu như vậy. Thì bạn đã vượt qua những thử thách khó khăn đó như thế nào để đạt danh hiệu tuyệt vời như vậy? Dạ thưa nghệ sĩ Thanh Bạch, em xin trả lời câu hỏi này là tại vì trước đây á là em chủ yếu là em vừa đi học rồi em vừa kinh doanh nữa, em không có trong cái nghề thuật nhiều, nhưng mà với giống như là ông xã em hiện tại á thì cảm giác là mình giống như mình bị lạc lõng á, mình bị lạc lõng cái động lực mình đi thi để mình cảm giác mình hợp với nhau hơn, hiểu về cái giới đó hơn. Tại sao bạn lại đến với âm nhạc? Bạn có tình yêu âm nhạc hồi từ 3 tuổi, 8 tuổi hay là khi trưởng thành rồi thì mới quyết định đi theo con đường âm nhạc? Lời đầu tiên thì cho xin phép chào nghệ sĩ Thanh Bạch cũng như tất cả mọi người đang xem đài trên sóng truyền hình. Thì thật sự thì gia đình của em tới 3 đời trong nghề lận. Wow! Nghề từ thời nghệ sĩ Thanh Bạch ngày xưa lận. Rồi tới lúc mà sinh em ra thì em còn ngủ ở dưới vũ võng, ở dưới sân khấu. Cái cầm sân khấu luôn. Dạ, được đưa. Thì lớn lên giống như là mình có máu trong người, cho nên là em theo nghề từ lúc em được 7 tuổi, là bước chân vào nghề.
Bước chân vào ngày 7 tuổi là bạn diễn trong tuồng cải lương hay là bạn hát bài tân nhạc? Dạ con hát tân nhạc. Hát tân nhạc lúc đó hát bài gì bây giờ còn nhớ? Dạ nhớ. Ngày xưa là cái lúc đó là em nhớ có hai bài rất là hot cái thời điểm đó. Là một ca khúc của ca sĩ Nam Trường là bài Mưa Phi Trường. Và thêm một ca khúc nữa là bài Tình Phai của cố ca sĩ Minh Thường. Wow. Dạ, thì lúc đó là đoàn vẫn diễn cải lương. Nhưng mà em thì em không biết hát cải lương. Cho nên là lúc đó thì những người trong nhà giống như là bác, ba với lại cô gì gì đó thì kêu em lên sân khấu. Mà lúc mới bước chân lên sân khấu thì nó mới 6 tuổi thôi. Wow. Xong rồi lúc hát xong hai bài đó thì mọi người kêu là thôi cảm thấy là em có tài năng cho nên là dắt lên Sài Gòn đi để phát triển sự nghiệp. Quê em là tỉnh nào? Dạ Long Xuyên, An Giang. Ồ, một cái nước rất bình an. Tuyệt vời, Long Xuyên, An Giang. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem những người đằng sau sân khấu sẽ cho thấy mặt ngay bây giờ. 1, 2, 3, đứng lên, xây mặt lên. La 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 la. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Ta nhà ta cũng yêu thương nhau, xa là nhau, gần nhau. Bắt kim than cầm lăng biết rồi, con bắt keo là keo ra không. Chú bắt sọc qua cổng bà tế. Chú bắt nói tở lại đạo chi. Con sẽ ra đến con ở kia. Con tình tình khỏi còn ký tên nào nghe. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Con phải chẳng phải đã yêu mày. Cháu yêu bà cháu nắm bà tay. Wow, thế thì mấy tháng tuổi rồi? Dạ được là 4 tháng 5 ngày. Các bạn chuẩn bị câu hỏi cho Hồ Quốc Vương nha. Hãy gửi về chúng tôi 6527301815 và Hồ Quốc Vương sẽ trả lời tất cả những câu nói, mặc dù Hồ Quốc Vương mới có 4 tháng 5 ngày. Đây là một sự kiện đặc biệt, hãy đón xem chương trình chúng tôi vào sáng Chủ nhật.